Vừa mới lắp xong anh ạ. Tốc độ cao phết. Không thấy gì nhỉ. 226 bề. Nhiều những cái gậy như này. Rồi anh em nhá. Đây là một cái thuê bao nó rất là gần, khoảng cách nữa chắc hơn. Chưa đầy 100 mét. Ngay cái tủ ngay ở bên này. Lâu lắm mới đi triển khai mới. Cái này ném nó nhẹ như này không biết nó qua được đây không. À chà, được anh ạ. Một phát ăn ngay. Những cái thuê bao mà kéo qua cái bụi tre này rất tốn thời gian. Đi dây là nó không được căng. Hoặc là dân chặt tre ấy, thì là nó hay bị đứt dây. Thuê bao gần như này thì nó lắp đặt nó rất là sướng, rất là nhanh. Đấy. Đây là cái tủ cáp này. Từ ngày mùng 1 tháng 8 thì khi mà triển khai thuê bao mới thì anh em đóng tiền phí hòa mạng là mất 300.000. Nếu là anh em là muốn đăng ký thì anh em cứ gọi lên cái số 1800 8068 để đăng ký lắp đặt dịch vụ. Đây là cách chúng ta bện dây thuê bao. Để chúng ta chốt cáp nhé. Ở cái khoảng này là phải 30 phân. Khoảng chốt cáp. Đây, đang chốt tạm vào đây đã.
Thế nên mình chốt cái đầu đầu về nhà đã. Cái việc kéo cáp là phải kéo từ tủ về nhà, nhưng mà đoạn này nó dốc cho nên là mình sẽ không kéo như vậy. Đưa wifi lên ô này mày giờ. Lên cái ô không nào? Nhát lên hay ở nhiêu anh nghe đến hay ở nhiêu hơn ạ? Nhát lên hay ở nhiêu hơn này? Lên như thế này. À. Rồi.
À, mấy ốc kia cổ cầm rồi. À, khi lá cái này đi chăng rồi. Khi lấy ô cầm lên đi chăng rồi. À, khi đẩy lên trên đi chăng thoảng. Đây, hướng dẫn anh em ướm dây nhá. Này, anh em sẽ căn vào cái. Đây là nhà này. Đây là đến điểm này. Đây sẽ là cái điểm chốt cam này. Đây là sẽ vào nhà. Đấy, là nó không bị dư dây. Sao nó lại quá luôn cả dây này. Mình đi thẳng vào cho này. Alo.
Vâng. Em lớp xong chưa, tao ở trong làm nương rồi. Chưa, sao vậy? À tự dưng thấy nó mỏ nhắn nó tính tiền đi. Xong nhớ bảo chị lắp con truyền hình nữa nhá. Tivi có bắt được mạng đâu? Đi bắt được mạng không? Tí xem đã. Trời nắng quá anh em. Con bốn dâu anh em. Con bốn dâu này đợt trước thì nó bị lỗi, đợt này thấy ổn định rồi. Đợt trước khách hàng kêu rất nhiều về cái con bốn dâu này. Thuê bao triển khai mới thì anh em đi càng cao càng tốt nhé. Càng cao thì cái tỷ lệ mà sự cố nó càng ít. Bảo hành bảo trì thì nó dễ. Mấy cái này bó rồi thì anh em tuồn vào thôi. Theo cái chiều của cái chiều của cáp này. Đây là cái mã tụ này, đây là cái mã của cái đây mã chạm này, mã nhánh của tụ này, đây là mã tụ này. Đây anh em ướm dây khoảng độ tầm độ trung khoảng độ 30 phân. Xuyên theo cái đường dây cáp cũ này. Đây các vị trí này, 1, 2, 3, 4, 5. Anh em tiếp theo là anh phải số 5 nhé. Số 5 phải đi cộng bên này.
Đây, anh em cắt đến đây. Đây, cho nó qua cái đầu phát bên này trước đó. Được cái dây này cũng tầm một đốt ngón tay. Anh em nào mới làm thì anh em nên lưu ý anh em cho chuôi vào trước để tránh nó bị gãy. Gãy cái sợi cáp quang khi mà mình cắt xong rồi mất thời gian. Đây dao cắt anh em đặt vào cái khay này. Đầu xanh chạm vào đây. Bị gãy mất rồi anh em. Cái dao cắt này anh em muốn sắc thì anh em khi nào đi trời mưa ấy, thì anh em nên dùng cồn để rửa. Cái dao này hôm nay nó bị làm sao. Vừa mới lắp xong anh em. Tốc độ cao phết. Không thấy gì nhỉ. 226 bề. Thời gian lúc gọi cho khách này. Mười lăm giờ năm mươi mốt, chưa đầy một tiếng. Alo, nói đi. Chưa chuyển tiền càng sướng thì sao? Chưa. Tiết nắng nóng như này lắp đổ hết mồ hôi với nhau. Đây à. Đấy, ui giời. Lắp thuê bao này 03 này 51 và nhớ 49 phút. 48 phút từ đây. Thuê bao khoảng hai khoảng cột 100m. Tốc độ 229m. Khủng rồi nhá. Đợt này thì từ mùng 1 tháng 8 là thuê bao khi mà lắp mới thì phải mất phí hòa mạng là 300.000 đấy nhá. Phí hòa mạng 300.000, đóng 6 tháng thì được tặng thêm 1 tháng. Từ mùng 1 tháng 8. Đấy, 300.000. 6 tặng 1, 12 tặng 3. 12 tặng 2 hay sao? Ôi, video xin tạm dừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở cái video tiếp theo.